Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hòa Lon, sinh năm 1974, ở tỉnh An Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vợ của Lon là Nguyễn Lê Thị Huyền, sinh năm 1981, cũng bị bắt quả tang khi đang đi lấy ma túy giúp cho chồng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 3 tháng 7 năm 2019, nhận được tin báo tại Bến Phà Thuận Giang thuộc ấp Hòa Thượng, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, có một người phụ nữ chạy xe máy đang đi trên phà có biểu hiện nghi vấn. Khi phà vừa cập bến, lực lượng chức năng liền khống chế đối tượng kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, đối tượng khai tên Nguyễn Lê Thị Huyền, sinh năm 1981 ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong thùng giấy mà Huyền chở có 7 túi ni lông chứa ma túy đá. Huyền khai số ma túy này Huyền đi nhận dùm cho Phạm Hòa Long là chồng của Huyền. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hòa Long thu giữ trong túi áo của Y có một túi ni lông chứa chất màu trắng, nghi là ma túy đá. Khám xét nơi ở của Long, lực lượng chức năng thu giữ 35 viên nén heroin và nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Bước đầu, Phạm Hòa Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.